Liên quan đến vụ việc tại máy ấm Hoa Hồng, qua dữ liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh xác định 5 nhân viên là bảo mẫu của máy ấm Hoa Hồng có hành vi hành hạ trẻ em. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, trú tại huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai và một bảo mẫu khác để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của các bé để làm các bé sợ và không quấy phá. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận 12 tiến hành thực nghiệm hiện trường, đồng thời cho biết hành vi của Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự. Các tổ công tác của công an quận 12 và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhanh chóng phối hợp với công an các tỉnh đưa ba bảo mẫu còn lại về trụ sở để làm việc.